Cô chú anh chị và các bạn thân mến, ngay bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam đang có mặt ở ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Bây giờ Tấn sẽ quay căn nhà nằm ngay góc ngã tư, hai mặt tiền đường, đường bê tông, đường rộng rãi nha. Thì cái vị trí này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Kế bên Ủy ban xã Thanh Điền. Xã Thanh Điền là xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu nha. Và xã Thanh Điền này thì giáp ranh với phường 1 và phường 2 của thành phố Tây Ninh. Từ đây đi vô bến xe Tây Ninh á là có 3 cây số rưỡi thôi. Đi Vincom, siêu thị Cúp Mắt là khoảng 4 cây thôi. Chỗ này gần nhà thờ, gần chợ Thanh Điền và gần cụm công nghiệp Thanh Điền. Đây mình đi ra quốc lộ 22B á là có mấy trăm mét à. Nói chung là vị trí đẹp nha. Nhà hai mặt tiền nha cô chú anh chị. Mặt tiền chính phía trước nè là hướng chánh đông. Và mặt tiền bên hông á là hướng bắc. Cả hai đường đều là đường bê tông nha, cao ráo sạch sẽ. Đây. Dạ, đường bê tông 10 mét á. Đây cô chú anh chị coi nè. Thì nhà làm cái nền rất là cao nha. Nhà mới xây 4 năm thôi cô chú anh chị. Có hàng rào xung quanh, điện nước wifi đầy đủ. Có máy nước nóng lạnh năng lượng mặt trời luôn. 3 phòng ngủ nha. Trong 3 phòng ngủ là có máy lạnh luôn. Còn nội thất thì sao chú, mình để lại không? Tặng lại không? Nội thất đem đi. Nội thất đem đi ha. Tặng. Tặng máy lạnh. Đó. Dạ. Thì cái chiều ngang của nhà đó cô chú anh chị là 9m7. Còn chiều dài là 22m5. 9m7 nhân 22m5. Tổng diện tích là 219m2 nha. Thì bây giờ chú Thanh chủ nhà bán căn nhà này với giá 1 tỷ 750 triệu. 1 tỷ 750 triệu ha. Đây là tờ sổ hồng chính chủ, không có qua môi giới trung gian nha cô chú anh chị. Thì định vị Google Maps á, Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Bây giờ Tấn sẽ quay hình ảnh thực tế của căn nhà này cho cô chú anh chị coi nha. Đây cô chú anh chị coi nè. Thì nhà này á là xây theo kiểu chữ L đó cô chú anh chị. Rồi chú Thanh là có xây thêm, làm mấy che thêm. Chỗ này á giống như là cái nhà để xe nha. Hoặc là chúng ta có thể làm thêm một cái phòng ngủ đây nữa cũng được. Hiện tại trong nhà là có 3 phòng ngủ nha. Đây phía bên hông nè. Cái nền nhà đó cô chú anh chị thì chúng ta thấy là cái nền rất là cao luôn ha. Đây cái sân thì lát gạch sân vườn nè. Có mái che hết đất luôn. Rồi cổng nè cô chú anh chị ơi. Nhà là số 5 nhánh 4 hẻm 21 đường quốc lộ 22B, ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Đã chiều ngang là 9m7 nha, còn chiều dài là 22m5. Nhà là ngay góc ngã tư nè cô chú anh chị. Đường bê tông. Đây đường lộ giới là 10m hết nha, đường bê tông nhà nước mới làm nè, cao ráo sạch sẽ. Đó, nhà hai mặt tiền luôn, rất là thông thoáng. Thì nhà xây không có hết đất á cô chú anh chị. Bên hông bên đây nè là chừa cái hành lang rộng khoảng 1m á. Đó cô chú anh chị là có thể mở cái cửa ra cái mặt tiền phía bên đây cũng được ha. Đây mặt tiền chính của nhà là hướng đông nha, còn mặt tiền bên đây là hướng bắc nè. Trong khu dân cư rất là đông và cái khu vực này á là đường xá theo dạng bằng cờ nha cô chú anh chị. Ở đây mình đi về hướng này ha, đi khoảng qua mấy ngã tư á, cái mình quẹo trái là ngay chợ luôn, chợ Thanh Điền hay còn gọi là chợ Trụ Nhọn đó. Còn đi ra hướng này nè, đây mình đi ra có 100m thôi là cái đường nhựa nha. Quẹo phải là nhà thờ, chợ, còn quẹo trái là ngay ủy ban xã. Đường thông tứ hướng nha cô chú anh chị. Còn cái hướng này là đi ra quốc lộ 22B nè. Đây đi ra quốc lộ là không tới 500m nữa. Ở ngoài đó là cái trường dạy lái xe của tỉnh Tây Ninh ha. Còn đây mình đi ra cũng có 100m thôi là đường nhựa. Quẹo phải là ủy ban xã, trường mẫu giáo, trường cấp 2. Ở đây là gần 3 trường học luôn. Còn quẹo trái là ra quốc lộ, ra cụm công nghiệp Thanh Điền nha. Nói chung cái vị trí này đẹp đó cô chú anh chị, tiện ích đầy đủ à. Tấn ghim cái đường link định vị để trong phần mô tả đó, cô chú anh chị xem hình ảnh vị trí của căn nhà là chúng ta thấy cái vị trí rất là đẹp ha. Đó,
góc ngã tư hai mặt tiền đường. Rồi cái phần đất mà giáp đường nè, đó thì chú Thanh chủ nhà là cũng có tráng xi măng luôn, cao ráo sạch sẽ, có trồng cây xanh đâu nữa ha. Hàng rào xung quanh nè, cổng rào thì có dán gạch men nè, rồi mấy tre rồi nè cô chú anh chị, đó không sợ nắng mưa luôn ha. Nhà hàng xóm kế bên nè, đó, đi ra hướng này có 100m thôi đường nhựa, quẹo phải, quẹo phải qua cỡ chừng 200-300m thôi là nhà thờ nha, gần nhà thờ, gần chợ, gần ủy ban, gần trường học. Đây đi vô thành phố Tây Ninh là có 3-4 cây thôi. Tổng diện tích đất là 219m² nha cô chú anh chị ơi. Đó thì bây giờ giá bán là 1.750.000.000 nha. Chú Thanh đó là có bớt chút đỉnh để cô chú anh chị lên thổ cư nha. Đây mấy tre bên trên nè, khung sắt bự. Đó, cổng là sắt bự luôn, hoành tráng ha. Mình sẽ vô coi căn nhà chính trước nha cô chú anh chị ơi. Đây nền nhà nè, xây rất là cao luôn, tặng bộ ghế đá nè. Đây là chú Thanh chủ nhà ha. Đây nhà thì xây không có hết đất, bên hông bên đây là còn cái hành lang khoảng 1m nè, có tráng xi măng đâu luôn ha. Nhà xây tô xung quanh hết luôn nha. Nhà này chú Thanh nói là mới xây khoảng 4 năm thôi. Gạch men lát nền là 60-60. Thì nội thất là chú Thanh sẽ mang đi nha. Tặng 3 cái máy lạnh với máy nước nóng lạnh năng lượng mặt trời. Rèm cửa để lại luôn. Đây, nhà diện tích rộng đó cô chú anh chị. Cho nên là xây nhà rộng rãi thoải mái ha. Có cửa sổ đâu nữa nè. Cửa khung sắt kính mờ ha. Chào cô. Đây, đây thêm cái cửa sổ ngay hành lang nữa. Đó, nhìn qua phía nhà để xe nè, phía chữ L á. Cái hành lang này cũng rộng rãi cô chú anh chị ơi, mình để võng này mình nằm ngủ trưa cũng được ha. Đây, căn nhà chính bên đây thì có 2 phòng ngủ. Có cửa sổ. Đó, cái hành lang bên hông là chừa ra 1m đó để mở cửa sổ. Với lại bên hông là cái đường bê tông mặt tiền thứ hai đó cô chú anh chị. Là mở cửa sổ thoải mái ha. Tặng máy lạnh, tặng rèm cửa nè. Diện tích phòng thì rộng rãi nha, để cái giường bự, cái tủ mà còn rộng nè cô chú anh chị ơi. Đó, phòng ngủ rộng rãi. Nhà điện nước, internet đầy đủ ha. Nhà này là cô chú đang ở luôn. Đó, phòng ngủ thứ hai cũng có cửa sổ. Chú nói là giờ có miếng đất ở gần trên núi Bà Đen đó cô chú anh chị, là muốn xây căn nhà trên đó, cho nên là bán lại căn nhà này ha, 1.750.000.000. Cô chú anh chị thích á, muốn mua thì liên hệ trực tiếp gặp chú Thanh ha, hoặc là anh Dũng, con trai của chú Thanh. Đây cái bếp nè, thì cái bếp xây chữ L, dán đá bóng kiến nè, học tủ nhôm bên dưới nè. Ở cái bếp thì xây khá là rộng luôn ha, có dán gạch men đâu, có ô cửa lấy sáng đâu. Là phòng bên trên thì toan lạnh nha cô chú anh chị. Đó, còn chỗ này là chú Thanh ngăn ra để làm cái phòng ngủ. Phòng ngủ bên đây là có toilet bên trong phòng luôn nha. Đây khu vực phía sau nè, sàn nước nè, chỗ để máy giặt đâu nè, máy nước nóng lạnh năng lượng mặt trời thì trên nóc nhà ha. Đó, cái đường ống nước nóng lạnh đó. Là phòng nè. Chỗ này là sàn nước. Máy giặt thì để đây. Rồi, nhà tắm riêng, toilet riêng nè cô chú anh chị ơi. Rộng rãi, có lavabo rồi ha. Bên đây là nhà tắm.
Dời sen là sử dụng nước nóng lạnh luôn ha. Còn bên đây là toilet cũng rộng luôn. Đây, lavabo nè. Chiều ngang nhà là 9m7, còn chiều dài là 22m5. Hiện tại là chưa có thổ cư á, thì chú Thanh sẽ bớt chút đỉnh để cô chú anh chị lên thổ cư nha. Ở đây lên thổ cư được 100% nha cô chú anh chị. Xem trên bản đồ dự thảo quy hoạch á, thì cái khu vực này nè là full màu hồng hết luôn. Đó, những cái nhà đất trên những cái mặt tiền đường bê tông này nè là màu hồng hết luôn nha, lên được 100% thổ cư hết luôn. Đây, cái vách ngăn này là nhôm ha. Ở trên bên trên là kính mờ, la phong nè. Rồi phòng ngủ nè. Cái khu vực này á là cái khu vực chữ L nè cô chú anh chị. Đó, rồi chú Thanh mới thiết kế lại để làm cái phòng ngủ phía bên đây ha. Còn cái khúc trước hành lang nè thì làm chỗ để xe. Đó, nếu ai muốn xây thêm phòng ngủ thì xây ngay trước đó cũng được. Phòng này cũng có máy lạnh ha. Có rèm cửa đều sẵn luôn. Thì nội thất là chú Thanh sẽ mang đi tặng máy lạnh. Đây, cái phòng này là có nhà tắm toilet trong phòng luôn. Thì cái này là mới xây sau đó, xây thêm đó cô chú anh chị. Đó, cho nên là còn rất là mới ha. Bồn cầu liền khói luôn. Bồn cầu xịn đó, dán gạch men lên tới trên nè. Cái vị trí rất là đẹp nha. Kế bên cụm công nghiệp Thanh Điền, kế chợ, nhà thờ, quốc lộ, ủy ban, trường học. Rồi nhà văn hóa, trạm y tế, trường dạy lái xe của tỉnh. Rồi khu vực xung quanh đây là quán ăn, quán cà phê đâu, đầy đủ. Đây, nhà để xe là có cái cửa kéo ha. Rồi xây cái cổng này là có dán gạch men luôn nè. Nhà hai mặt tiền, ngay góc ngã tư. Cả hai đường đều là đường bê tông 10m ha. Xã Thanh Điền là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Châu Thành, Tây Ninh. Thì theo định hướng phát triển á, là Thanh Điền sẽ lên thị trấn nha cô chú anh chị. Và Thanh Điền này thì giáp ranh với phường 1 và phường 2 của thành phố Tây Ninh. Đó, từ đây đi vô bến xe Tây Ninh khoảng 3,5 cây. Vô Vincom siêu thị Cóp Mắt á, là khoảng 4 cây mấy 5 cây ha. Từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây là 86 cây. Định vị Google Map thì Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Bây giờ Tấn sẽ quay sổ hồng của nhà đất đang cần bán cho cô chú anh chị coi nha. Sổ hồng này là chính chủ, không có qua môi giới trung gian nha cô chú anh chị. Đây, cận cảnh sơ đồ nè, chúng ta thấy là nhà ngay góc ngã tư luôn, rất là đẹp ha. Thì hai cái đường mặt tiền á là đường bê tông, lộ giới là 10m hết nha. Cái đường này nè là đường số 21 của quốc lộ 22B. Còn cái đường bên hông á là đường nhánh 4. Đây, vị trí rất đẹp luôn. Chiều ngang là 9m7 nè cô chú anh chị, còn chiều dài là 22m5. Thửa đất số 1027, tờ bản đồ số 7, địa chỉ ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 219m2. Đây, trên sổ hồng nè, hiện tại là đất cây lâu năm nha, lên thổ cư được 100% đó. Cho nên là chú Thanh chủ nhà sẽ bớt chút đỉnh để cô chú anh chị lên thổ cư ha. Bây giờ Tấn sẽ đọc số điện thoại của chú Thanh và anh Dũng, con trai của chú Thanh ha, để cô chú anh chị liên hệ. Số điện thoại của chú Thanh là 0797 061 266. 0797 061 266. 0797 061 266. Và số điện thoại của anh Dũng 0938 365 854. 0938 365 854.
0938 365 854 gặp anh Dũng ha. Rồi, vị trí này là sát bên chợ luôn, cách chợ Thanh Điền á là khoảng chừng 500m thôi, cách ủy ban xã là khoảng 200m thôi. Ủy ban xã là ở đây nè, mình đi ra đường nhựa, quẹo phải cái là tới trường mẫu giáo, trường cấp 2. Ra cụm công nghiệp Thanh Điền là cũng có mấy trăm mét đây. Ra ngã tư Thanh Điền là giao nhau giữa đường quốc lộ 22B với tỉnh lộ B86 á là khoảng cây số. Ra nhà thờ. Đây ra nhà thờ là khoảng 300 mét. Nói chung là cái vị trí rất là tiện ích, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Định vị Google Maps thì Tấn sẽ ghi cái đường link để trong phần mô tả ha. Đây cô chú anh chị ơi, đây là trường trung học cơ sở Võ Văn Truyện, cái trường cấp 2, là cách căn nhà là khoảng chừng 350m thôi nha. Đó, trường rất là bự nha. Và trường này thì kế bên trường mẫu giáo, kế bên nhà văn hóa, rồi kế bên ủy ban xã Thanh Điền. Đây, quẹo trái vô chỗ này là công ty Bando Vina và Vinayo, là thuộc cụm công nghiệp Thanh Điền ha. Đó, gần công ty xí nghiệp, gần trường học. Nói chung là cái vị trí căn nhà này nó VIP lắm cô chú anh chị. Đây, trường mẫu giáo Thanh Điền nè. Đó, là sát bên nhà luôn, cách nhà chừng 300m thôi. Đây có nhà truyền thống nè. Đây, nhà văn hóa nè. Và ủy ban xã Thanh Điền. Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tức là những cái xã khác mà muốn lên nông thôn mới là học theo Thanh Điền nè. Đó, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thì cái ngay cái ngã tư phía trước xã này cô chú anh chị, là chúng ta quẹo phải tới ngã ba đầu tiên, quẹo trái vô 100m tới ngã tư là tới nhà. Đó, quẹo phải là tới nhà. Đi thẳng xích tới phía trước, quẹo phải vô 100m cũng tới nhà luôn. Tại vì đường thông á, nhà ngay góc ngã tư. Đây, cái ngã tư trước mặt nè là đường mặt tiền của căn nhà luôn á, là sát bên ủy ban xã ha. Đây, cái ngã tư này nè cô chú anh chị, chỗ bản hớt tốc nam nè. Đó, quẹo vô 100m là cái nhà ngay góc ngã tư đầu tiên luôn nha. Vị trí rất là dễ biết. Để chút nữa Tấn chạy quẹo vô. Còn bây giờ bên đây là có cái nhà người ta đang xây rất là bự luôn. Bây giờ Tấn chạy xích tới, xích tới cỡ chừng 100m nữa là nhà thờ. Như vậy là từ nhà ra nhà thờ này khoảng 200m thôi. Có máy tập thể dục đổ đây nữa nè. Đó, buổi sáng hay là buổi chiều mát mát, buổi tối rồi đó, ra đây tập thể dục rồi ha. Ngay nhà thờ nha cô chú anh chị ơi. Thì khu vực này á, ngoài nhà thờ ra còn có chùa nè, với lại thánh thất bên đạo Cao Đài nè. Đầy đủ ha. Cái đường này nhà nước mới vừa nâng cấp, mở rộng, làm vỉa hè đồ, làm cống thoát nước đồ, bài bản ha. Trước đây cái đường này nó không được đẹp gì đâu, mới vừa nâng cấp lên á. Đó, cho nên bây giờ cô chú anh chị mua nhà đất khu vực Thanh Điền này là ngon lành rồi. Đường xá giao thông thì làm rất là tốt rồi. Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu mà. Đây là công viên trụ nhọn nè cô chú anh chị. Trước đây á, chỗ này là cái chợ, gọi là chợ trụ nhọn đó. Giờ chợ người ta dời qua bên. Đây là trường tiểu học Thanh Hùng nè. Đó, kế bên trường học rồi nhà văn hóa, trạm y tế. Đây công viên nha, có ghế đá rồi nè. Ra đây tập thể dục hay là ngồi thư giãn rồi cũng được buổi tối á. Quẹo phải là ra quốc lộ 22B nè. Vừa quẹo qua là có cây xăng luôn nha. Quẹo phải ra 100m là quốc lộ 22B, ra trường dãy lấy xe, ra khu giải trí Tây Hồ. Còn đây là chợ nè cô chú anh chị ơi. Đây chợ Thanh Điền nên ta giờ qua đây ha. Có bách hóa xanh luôn nha. Ngay chỗ này là trạm y tế, nhà văn hóa nè. Bây giờ Tấn quay trở lại quẹo vô nhà cho cô chú anh chị coi ha. Trường tiểu học Thanh Hùng nè. Đó, từ căn nhà đang cần bán ra tới chợ là khoảng 400-500m thôi. Sát bên nè. Bây giờ quay ngược trở lại nha. Quay ngược trở lại đường nhà thờ nè. Cái vị trí này nó đẹp, nó nhiều tiện ích á, cho nên là có thể trong video clip này Tấn không thể quay chia sẻ hết được những tiện ích cho cô chú anh chị coi ha. Tấn có ghi cái đường link định vị để trong phần mô tả đó.
là cô chú anh chị bấm vô sẽ có chị Google dẫn đường tới nhà luôn nha. Là chúng ta sẽ thấy được cái vị trí của căn nhà nó rất là đẹp. Cách hai cái đường nhựa chỉ có 100m thôi. Cách đường nhựa này 100m, cách đường nhựa bên kia cũng 100m luôn. Đường này đường xá theo dạng bàn cờ, chúng ta thấy là cứ chạy khoảng chừng 100-150m là có cái ngã tư á. Đây, quẹo vô đây là đường vô nhà nè. Đó, là một hướng ha. Quẹo vô 100m là nhà ngay góc ngã tư bên phía tay trái nha. Là một hướng vô nhà. Để Tấn chạy lại cái ngã tư ủy ban xã đây lúc nãy nè. Đó, ngay ngã tư ủy ban xã Thanh Điền lúc nãy nha. Ủy ban xã là bên tay trái đó. Thì mình sẽ quẹo qua đây. Vừa quẹo qua cỡ chừng 100m là cũng có cái bảng hớt tốc nam. Đây là mình sẽ quẹo vô nhà. Đây, cái đường này có tên là đường nhánh 4 nè cô chú anh chị. Đó, từ ngoài quốc lộ 22B vô là khoảng chừng 300m ha. Thì mình sẽ quẹo phải nè. Quốc lộ vô đó là quẹo phải. Đây có nhà vườn nè. Đó, thì căn nhà đang cần bán là ngay góc ngã tư phía trước mặt nha. Đi thẳng thì thông ra chợ, quẹo phải thì ra quốc lộ. Đây căn nhà của chú Thanh, 1.750 nè. Đó, vị trí quá đẹp luôn. Bây giờ Tấn chạy thông ra đường này cho cô chú anh chị coi lần nữa nha. Là ra hướng nhà thờ, ra ủy ban xã lại nữa nè. Nói chung cái vị trí này nó đẹp quá cho nên là Tấn chạy vòng vòng là cô chú anh chị đủ thấy được cái vị trí của nó là tiện ích như thế nào ha. Đó, quay trở ra đường nhựa đây nè. Cách có 100m thôi, nhà thờ là bên đây nha. Còn ủy ban xã là bên đây. Tuyệt vời. Bây giờ Tấn quay ngay ngã tư Thanh Đèn, chạy vô tới nhà của chú Thanh cho cô chú anh chị coi nha. Đường mình đang đi là quốc lộ 22B, còn đường nằm ngang là tỉnh lộ 786. Quẹo phải vô 2,5 cây là bến xe Tây Ninh, chợ Tây Ninh nha. Vô trung tâm thành phố Tây Ninh đó. Ngay ngã tư Thanh Điền này là có điện máy xanh, thế giới di động, bách hóa xanh. Đây, ngay ngã tư Thanh Điền chạy theo quốc lộ 22B là đi ngang cụm công nghiệp Thanh Điền. Bên phải là xí nghiệp Mai Hoàng Gia nè. Buổi chiều là người ta bán ngay chỗ này là cái chợ nha, để cho anh chị em công nhân tăng ca ra về mua đồ đó. Bên phải là nguyên cái khu nhà xưởng nha cô chú anh chị, do là nó khuất cái hàng cây này nha. Còn bên trái là cái khu đất trống nè, nghe nói là mai mốt sẽ xây dựng trường học nè, nhà văn hóa, rồi khu dân cư ngay khu đất trống này ha. Lúc trước thì nhà nước là định xây khu công nghiệp bên tay trái luôn đó, nhưng mà bỏ cái kế hoạch đó ha, không có xây khu công nghiệp nữa, giờ chỉ là cái quy mô là cụm công nghiệp thôi. Đây, nhà xưởng công ty dài tới đây luôn nè. Rồi, bây giờ mình rẽ trái hướng vô ủy ban xã Thanh Điền. Nếu không rẽ ngay ngã ba này, chạy xích tới cỡ chừng 100m, mình rẽ vô là tới mặt tiền nhà luôn. Đây, rẽ trái vô đường nhựa ha. Thì cái đường này là dẫn tới ngay ủy ban xã nha cô chú anh chị. Nhà là cách ủy ban xã cỡ chừng 200m thôi. Cách nhà thờ là cũng khoảng 200m thôi. Cách chợ á là 500m. Cách quốc lộ 22B 500m luôn. Từ ngã tư Thanh Điền lúc nãy chạy vô tới nhà là khoảng chừng cây số thôi. Đây bây giờ mình quẹo phải ngay chỗ này nha. Ngoài quốc lộ vô là quẹo phải nè. Đường nhánh 4 nè. Còn đi xích tới 100m là ngã tư ủy ban xã đó cô chú anh chị. Ủy ban xã bên tay trái đó, cách chỗ này 100m thôi. Rồi quẹo phải vô đường nhánh 4, đường bê tông. Thì cái đường này là mặt tiền bên hông của căn nhà nha.
Đây, căn nhà đang cần bán là bên phía tay trái. Đó, cái vị trí này cô chú anh chị thấy đẹp không? Đi hướng nào là cũng tới nhà được.